Đồn biên phòng Xín Cái, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán người trái phép qua biên giới. Hai đối tượng là Giàng Mí Mua, trú tại huyện Đồng Văn, và Tháo Mí Pó, trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đều là dân tộc Mông. Qua điều tra xác định, hai người này đã cấu kết với đối tượng tên Vàng Chi, hiện đang lẩn trốn, cùng một số đối tượng người Trung Quốc, lừa bán hai người phụ nữ dân tộc Mông với số tiền vào khoảng 330 triệu đồng. Hai nạn nhân bị lừa bán đã được công an Trung Quốc giải cứu và trao trả vào đầu tháng 3 năm nay. Hiện vụ án này đã được bàn giao cho công an tỉnh Hà Giang để tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng.